Nội dung ngày hôm nay là chúng ta nói về cái bệnh đường ruột trên tôm các chị ha. Bây giờ đơn giản nhất là chúng ta suy nghĩ lại là trong quá trình nuôi mình có gặp cái bệnh đường ruột hay không ạ? Chúng ta có bao giờ thấy con tôm chúng ta bị ruột lỏng? Ruột lỏng là như thế nào ạ? Ruột đứt khúc, ruột trống ha, hoặc là ruột nó bị xoắn, hoặc là bị viêm, bị sưng, rồi nó bị phân trắng, rồi nó hao. Khi con tôm á, mình thấy con tôm hao mình bắt lên là nó không có đường ruột, hoặc là nó đường ruột nó bị đứt khúc, vân vân ha. Chúng ta thấy những vậy, hoặc là chúng ta thấy tôm chúng ta chậm ăn, giảm ăn chậm lớn, tỷ lệ sống lắm sống thấp rồi các anh chị, thì chúng ta gặp những cái vấn đề này thì cái nội dung cái vấn đề này nó sẽ mang tới một cái việc, đó là cái bệnh đường ruột trên tôm. Thì các anh chị xem lại chúng ta có trong quá trình nuôi chúng ta có gặp hay không. Rồi bây giờ chúng ta đi vào những cái hình ảnh của nó, các anh chị thấy ha. Thứ nhất là ruột lỏng. Ruột lỏng là nó thức ăn nó không có đầy ở trong ruột đấy các anh chị, không phải là nó từ khúc nữa chị ha. Nó nhỏ nhỏ, ruột nhỏ nhỏ mà chỗ có chỗ không á, lỏng lỏng, có nước, có bọt khí ở trong đó các anh chị ha, ruột lỏng. Rồi một số con tôm là không thấy cái đường ruột tôm luôn các anh chị ha, không thấy đường ruột tôm luôn. Rồi các anh chị thấy ruột đứt khúc ha, hình ảnh ruột đứt khúc ha, chúng ta thấy sẽ ruột đứt khúc như thế này, rồi có thể nó bị viêm luôn các anh chị ha, rồi nó đứt khúc như thế này, đứt khúc. Chúng ta xem lại, mình suy nghĩ lại xem có hay không. Rồi các anh chị thấy cái đường ruột nó hư luôn, nó trống đường ruột luôn như thế này ha. Các anh chị để ý cái đường ruột của con tôm ở phía sau này đây, giống như nó chẻ đôi cái đường ruột ra, để các anh chị thấy cái tôm như thế này là các anh chị có sợ hay không ạ? Chúng ta coi trống ruột, ruột đúc khúc, rồi viêm ruột, rồi ruột nó bị xoắn như thế này nữa các anh chị, bị xoắn như thế này. Các anh chị có gặp hay không ạ? Có gặp hay không? Rồi trong quá trình nuôi các anh chị có gặp phân trắng không ạ? Phân trắng thì đó là một trong những cái biểu hiện của con tôm nó bị bệnh đường ruột. Rồi các anh chị, tôi đi nhanh nữa các anh chị ha. Thì bây giờ cái bệnh đường ruột các anh chị thấy có thấy hay không ạ? Thì những cái việc, những cái hình ảnh, cái biểu hiện đó thì nó nguyên nhân nó do từ đâu thì chúng ta phải đi tìm cái nguyên nhân của nó. Có rất là nhiều nguyên nhân làm cho bệnh đường ruột nó sinh ra các anh chị. Thì thứ nhất đó là cái đáy ao chúng ta bị ô nhiễm. Ô nhiễm tức là có cái gì ạ? Nhiều chất thải. Thức ăn tôm dư thừa, phân tôm, xác tảo động thực vật, xác tảo tàn, rồi xác tảo động thực vật, rồi khí độc rất nhiều đấy các anh chị. Hồi nãy có một số anh chị em đã chia sẻ cái nội dung này rồi ha. Cái thứ hai là chúng ta thấy tảo nó tàn, tảo nó lớn lên dày rồi nó chết đấy các anh chị, hay nó rớt xuống tôm chúng ta ăn vào. Thì hồi nãy cũng có nhiều anh chị chia sẻ cái này rồi. Cái thứ ba nữa là vi khuẩn có hại, đặc biệt là vi khuẩn Vibrio các anh chị ha. Thì hồi nãy các anh chị cũng chia sẻ rồi. Thứ tư nữa là ký sinh trùng, nấm và virus. Đây là một cái nguyên nhân gây ra cái bệnh đường ruột mà rất khó xử lý đấy các anh chị ha, rất khó xử lý. Thì hồi nãy cũng có một số anh chị đã đưa ra và đưa ra những cái câu hỏi đấy các anh chị. Thì thực chất là đây, những cái nguyên nhân này các chị là chúng tôi cũng đã đưa ra những cái giải pháp xử lý ở những cái chuyên đề trước. Nhưng hôm nay tôi sẽ tổng hợp lại cho các anh chị. Khi nuôi tôm thì chúng ta xử lý các cái chất thải như thế nào, tảo tàn thì chúng ta xử lý như thế nào, tảo dày đấy các anh chị. Rồi vi khuẩn có hại thì chúng ta xử lý ngăn ngừa như thế nào. Rồi ký sinh trùng, nấm. Ký sinh trùng các anh chị biết cái con EHB không ạ? EHB là cái con gây bệnh chậm lớn đấy các anh chị. Thì nó cũng là một trong những cái nguyên nhân gây ra bệnh đường ruột. Nó tấn công vào gan, sau đó làm cho gan nó không có hấp thụ, nó không có phân hủy được thức ăn, nó làm cho đường ruột nó cũng hư luôn các anh chị ha. Rồi nấm, hồi nãy một số anh chị nói là nấm đồng tiền các anh chị. Rồi virus, virus nó tấn công vào gan, làm cho gan nó không có điều tiết cái quá trình phân hủy thức ăn ở trong đường ruột được, làm cho đường ruột cũng hư đấy các anh chị ha. Thì dường như tất cả các cái yếu tố này nó đều ảnh hưởng tới đường ruột của con tôm đấy các anh chị. Để các anh chị thấy này, trong quá trình nuôi chúng các anh chị thấy ha, mấy cái hình này, tảo nó tàn như thế này các anh chị, tảo tàn, rồi thức ăn dư thừa, rồi phân tôm các anh chị ha. Thì đây là nguyên nhân ô nhiễm. Nếu các anh chị gặp phải cái trường hợp này thì chúng ta sẽ để ý tới cái đường ruột của con tôm ha. Rồi chúng ta thấy như thế này á, tảo tàn, tảo dày, ha, tảo độc. Những cái này rồi láp láp như thế này đấy, rồi nhớt bạc, nhớt bạc đấy các anh chị ha, nhớt bạc, rồi tảo dày, rồi tảo nước ngọt, rồi tảo tàn, các anh chị, rất là nhiều cái thứ liên quan tới tảo, liên quan tới tảo là những cái vấn đề này đều làm tới đường ruột của con tôm chúng ta gặp vấn đề các anh chị ha. Thì chúng ta nuôi tôm chúng ta nên hạn chế và tránh, không nên gặp cái này thì càng tốt đấy các anh chị, không nên gặp những cái vấn đề liên quan tới tảo này thì càng tốt. Thì các anh chị chắc cũng biết là cái cách xử lý làm sao mình nuôi tôm không có dùng tảo rồi đúng không ạ? Rồi cái nguyên nhân tiếp theo đó là do vi khuẩn có hại.
Các anh chị biết là vi khuẩn có hại nó rất là nhiều, đặc biệt là cái nhóm Vibrio ha. Chúng ta thấy có những cái nhóm Vibrio gây bệnh phân trắng này, rồi đốm phát sáng này, rồi bệnh chết sớm này, vân vân ha. Những cái con vi khuẩn này đây thì nó sẽ làm hư cái đường ruột của con tôm chúng ta, làm cho đường ruột nó bị đứt khúc, rồi lỏng hoặc là viêm vân vân ha, là phân trắng đó. Các anh chị thấy là do vi khuẩn có hại. Rồi một trong số những cái nguyên nhân nữa các anh chị thấy rất cái nguyên nhân mà chúng ta rất khó xử lý đó là ký sinh trùng. Ký sinh trùng một cái loại ký sinh trùng hồi nãy tôi nhắc đến cho các anh chị đó là con ký sinh trùng EHB đó các anh chị, gây chậm lớn đó. Cái con đó là một cái dạng cái nan giải mà bây giờ các nhà khoa học người ta cũng chưa tìm ra cách để trị, mà chủ yếu là ngăn ngừa ngay từ ban đầu. Nếu để khi mà để nó nhiễm, nó tấn công nhiều vào con tôm rồi thì chúng ta không có phương pháp để trị đâu các anh chị ha. Rồi đốm trắng này các anh chị, virus đốm trắng nó cũng làm hư cái đường ruột của con tôm, làm con tôm nó yếu, đường ruột nó bị viêm vân vân. Rồi các anh chị gặp phải cái bệnh nấm ha, nấm đồng tiền, rồi nấm nhớt vân vân. Rồi ký sinh trùng đấy các anh chị ha. Một số anh chị thấy cái đường ruột nó bị dính chắc như vậy, các anh chị nói là ký sinh trùng. Thì cái này có phải ký sinh trùng hay không thì các anh chị phải đi kiểm tra thì các anh chị mới xác định chính xác nó được các anh chị ha. Đôi lúc nó cũng không phải đấy các anh chị ha. Nhưng mà khi các anh chị thấy như thế này là người ta sợ, người ta cứ nghĩ là ký sinh trùng. Rồi, đó là những cái nguyên nhân gây ra cái bệnh đường ruột trên tôm thì chúng ta phải đi tìm cái giải pháp. Thứ nhất là chúng ta đối với cái chất thải thì chúng ta phải làm sao để lấy bỏ cái chất thải ra ngoài, rồi nuôi tảo thế nào đó ha. Mình làm sao hồi nãy những cái nguyên nhân mà mình phân tích 5 cái nguyên nhân đó thì mình phải xử lý những cái nguyên nhân đó cho nó tốt. Rồi nhưng mà cái cuối cùng chúng ta phải đưa ra một cái giải pháp, đó là để nuôi tôm ngăn ngừa, để phòng đó các anh chị. Một lát sau chúng ta sẽ có hai cái giải pháp đó, một phương pháp là phòng bệnh và một cái giải pháp đó là trị bệnh. Thì chúng ta sẽ đi vào cái giải pháp phòng bệnh trước các anh chị. Thì phòng bệnh thì chúng ta nuôi tôm chúng ta phải xử lý nước kỹ càng, rồi cái nguồn nước vào chúng ta phải xử lý cho nó an toàn, không bị nhiễm kháng sinh, không bị nhiễm vi sinh vật có hại, không bị nhiễm virus, không bị nhiễm nấm vân vân, và thực hiện cái an toàn sinh học, tức là cái BioCQ đó các anh chị ha. Cái này thực chất là nó đã có mấy chục năm trước rồi, chúng ta đã làm rồi, nhưng mà đôi lúc chúng ta quên ha. Ví dụ chúng ta ngăn ngừa cái vật chủ trung gian mang mầm bệnh, những cái con người hoặc là chó mèo động vật đó vân vân, là chúng ta phải làm những cái việc đó là BioCQ, là an toàn sinh học đó các anh chị ha. Rồi xử lý nước kỹ càng trước khi nuôi, đưa vào tôm vào nuôi. Thứ hai là chúng ta phải xi phong thường xuyên, thay nước thường xuyên. Khi chúng ta xi phong thường xuyên là chúng ta lấy những cái chất thải ra ngoài, trong đó nó có cái virus, vi khuẩn, nấm, nó ký sinh, nó sống ở trong đó. Thay nước thường xuyên để làm gì? Để lấy những cái vi khuẩn, virus, vi nấm đồ ra ngoài bớt, nó giảm cái mật độ các chị ha. Nó có nhiều con thì nó mới gây hại cho con tôm chúng ta, còn nó cái số lượng nó ít đó, thì nó chưa đến nỗi, đôi lúc nó chưa ảnh hưởng đến con tôm chúng ta. Nếu mà chúng ta cứ lấy nước, lấy nó ra ngoài bớt, nó còn cái số lượng vài con, vài chục con thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Các anh chị biết là cái con EHB đó, nếu để nó ảnh hưởng tới sức khỏe của con tôm và làm cho con tôm chậm lớn, thì cái liều lượng của con EHB đó nó phải 10 mũ 2 đơn vị tế bào trên 1 ml thì nó mới làm cho con tôm chúng ta chậm lớn các anh chị. Cho nên cái dễ nhất mà chúng ta chưa cho nó làm con tôm chậm lớn đó là chúng ta xi phong, lấy nó ra ngoài các anh chị, làm giảm cái mật độ nó ra lại ha. Xi phong và thay nước thường xuyên để làm giảm mật độ nó. Hoặc là chúng ta sẽ chuyển sang một cái ao mới luôn để làm cho cái nước mới, nước sạch đó các anh chị ha. Thì cái lượng vi khuẩn gây hại, rồi EHB hoặc là virus nấm ở trong đó nó sẽ ít đi thì nó chưa ảnh hưởng tới con tôm chúng ta. Cái thứ ba là nuôi tôm gây màu nước bằng vi sinh, thì chúng ta đừng có gây màu nước bằng tảo nữa các anh chị ha. Thì cái này tôi cũng nói rất là nhiều lần rồi, các anh chị lưu ý cái chỗ này. Chúng ta gây màu nước bằng tảo thì nó có rất là nhiều cái hệ quả, cái hậu quả sau đó. Cái thứ tư đó là chúng ta sử dụng những cái vi sinh có lợi thường xuyên. Vi sinh có lợi là để làm gì ạ? Mình kìm hãm, ức chế những cái con vi sinh vật có hại. Làm những cái con vi sinh vật có hại nó không có sinh trưởng và phát triển được. Nó cạnh tranh thức ăn của vi sinh vật có hại. Đó. Rồi nó tạo ra một cái môi trường không thích hợp cho những cái con vi sinh vật có hại phát triển các anh chị ha. Thì chúng ta phải sử dụng cái vi sinh có lợi thường xuyên. Một lát chúng ta sẽ coi là mình sử dụng những vi sinh gì. Và cuối cùng đó là tăng cường sức khỏe và sức đề kháng cho con tôm. Nếu con tôm mà trong nước chúng ta có những cái yếu tố mầm bệnh gây bệnh nhưng mà nó khỏe thì nó cũng sẽ ít bị ảnh hưởng hơn các anh chị. Nên là giống như con người chúng ta vậy, khi chúng ta khỏe, ngoài kia môi trường nó có, kể cả có virus COVID luôn á, mà chúng ta cũng không có bị nhiễm bệnh đâu các anh chị. Nếu mà chúng ta khỏe là các cái
cái kháng thể trong cơ thể chúng ta nó sẽ đánh lùi những cái con tác nhân gây bệnh đối với bản thân chúng ta. Tương tự như con tôm cũng vậy các chị ha. Rồi cái giải pháp thứ nhất đó là chúng ta phải xử lý nước, chúng ta lấy nước và chúng ta phải qua túi lọc ha, qua túi lọc phải qua xử lý qua túi lọc và an toàn sinh học các chị ha, hạn chế cua còng giáp xác rồi nó bò vào trong ao chúng ta, và phải qua hệ thống xử lý lắng lọc các anh chị ha, phải qua lắng lọc, qua xử lý clorin thuốc tím. Nếu các anh chị không sử dụng clorin thuốc tím thì các anh chị phải làm sao đó cho nó đừng có virus vi khuẩn nó vào trong ao nước của chúng ta các anh chị. Chúng ta phải sử dụng những cái hóa chất ví dụ như clo hoặc là BKC hoặc là bắc thuốc tím vân vân, những cái hóa chất để chúng ta xử lý cái môi trường nước cho nó tốt chúng ta trước khi chúng ta thả tôm. Và làm sao đó các anh chị lấy nước vào ao nuôi các anh chị, nước nó phải trong như thế này ha, xử lý nước kỹ càng và an toàn sinh học, nó không có lợn cợn, không có cái tác nhân gây bệnh ở trong ao nuôi chúng ta trong cái nước này. Rồi trong quá trình nuôi thì các anh chị phải siphon thường xuyên ha, thay nước thường xuyên. Siphon để làm gì? Lấy cái chất thải ra ngoài kèm theo đó là cái chỗ ở của ký sinh trùng, của virus vi khuẩn vân vân, để chúng ta phải lấy thường xuyên, lấy ra ngoài ha. Kể cả ao đất cũng vậy, chúng ta cũng phải làm các cái hố siphon để chúng ta siphon nó ra ngoài các anh chị ha. Ao đất, ao bạt, ao công nghệ cao thì chúng ta cũng phải siphon cái chất thải ra ngoài. Chúng ta thấy ghê không ạ? Nó đen thui luôn như thế này ha. Rồi trong quá trình nuôi thì chúng ta phải thay nước thường xuyên. Thay nước để làm gì? Để làm giảm cái mật độ của vi khuẩn gây hại, mật độ của virus gây hại và mật độ của ký sinh trùng gây hại vân vân ha. Thay nước sạch vào trong ao nuôi chúng ta để giảm mật độ. Với số lượng một vài con, các anh chị biết những cái con vi khuẩn có hại nó đã có ngàn đời rồi, nó có ngày xưa nó có ngàn đời rồi mà nó chưa gây bệnh cho tôm chúng ta. Bây giờ các anh chị biết nó sinh sôi nảy nở, nó sinh nhân sinh khối lên, số lượng nó quá nhiều, nó sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của con tôm đó các anh chị. Cho nên các anh chị nếu trong ao nuôi chúng ta thay nước thường xuyên, nó sẽ làm giảm cái mật độ và tôm chúng ta sẽ chưa đến nỗi, sẽ yếu đến nỗi mà tôm nó sẽ bị nhiễm bệnh bởi cái số lượng ít cái tác nhân gây bệnh ha. Rồi chúng ta nuôi tôm chúng ta đừng có sử dụng cái màu tảo nữa các anh chị ha. Chúng ta gây màu nước vi sinh bằng vi bọt thôi. Cái này tôi nói giới thiệu cho các anh chị rất nhiều rồi. Chúng ta không nên nuôi tôm bằng tảo nữa các anh chị ha. Sử dụng bằng men vi sinh, màu vi sinh ha. Rồi cái thứ tư đó là chúng ta sử dụng những cái vi sinh vật có lợi thường xuyên. Một cái vi sinh mà có lợi thường xuyên mà hữu ích nhất tôi muốn giới thiệu cho các anh chị đó là cái sản phẩm Super VS ha. Cái con Rhodobacter đây. Cái con này nó sẽ ăn cái chất thải đó các chị, ăn cái khí HF làm cái nguồn chất, làm cái chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển. Cho nên các chị sử dụng cái Super VS này thường xuyên thì các chị sẽ thấy cái đáy ao chúng ta nó sẽ sạch ha, nó không có bị hôi. Rồi trong quá trình nuôi, ngoài cái việc chúng ta xử lý môi trường tốt rồi thì trong đường ruột con tôm chúng ta cũng phải sử dụng cái men vi sinh có lợi, đó là cái men vi sinh F-Pro, tạo ra một cái môi trường pH từ 3.4 tới 4.1 ở trong đường ruột của con tôm đó, làm cho nó ức chế, hạn chế cái sự nó đào thải cái con vi sinh vật có hại ở trong đường ruột của con tôm. Các anh chị này, sau khi ủ khoảng 48 giờ các anh chị thấy cái liều lượng đó, cái con vi sinh vật nó rất là dày đặc ở trong cái sản phẩm F-Pro ha. Và các anh chị, cái này tôi cũng có nói mấy các anh chị một số cái nội dung trước tôi cũng có nói rồi. Các anh chị đây, nhiều khách hàng người ta sử dụng cái F-Pro này trong trại giống luôn các chị, và khi người ta kiểm tra trong cái gan tôm và trong ruột tôm á, là Vibrio gây bệnh cho đường ruột tôm á, nó còn rất là ít và dường như là nó không còn luôn đó các chị, so với cái ao đối chứng và cái bể đối chứng đó các chị, cái lượng Vibrio nó còn rất thấp các chị, rất nhiều á. Nếu chúng ta xài là chúng ta sẽ an tâm về cái lượng Vibrio có hại ở trong đường ruột tôm các chị ha, đường ruột cũng như là gan tôm, thì chúng ta nên trộn F-Pro thường xuyên đó các chị. Và chúng ta phải sử dụng thêm những cái sản phẩm men vi sinh có lợi khác, ví dụ như men vi sinh xử lý nước, ổn định cái pH trong buổi sáng và buổi chiều đó, như là pH Fixer và CBiolut ha. Rồi men vi sinh ngăn ngừa bệnh phát sáng đây là Vibrotus, rồi làm sạch cái bạt đó các anh chị ha. Rồi men vi sinh Dimetin là men tiêu hóa đường ruột đó các anh chị. Rồi F-Pro và Super VS tôi nói rồi ha. Rồi cái quan trọng hồi nãy có một anh chị nào nói chọn lựa thức ăn cho nó tốt hơn các anh chị. Các anh chị phải chọn lựa thức ăn cho nó tốt ha. Hồi nãy tôi đã phân tích rất kỹ cái vấn đề thức ăn này rồi. Thức ăn này các anh chị bảo quản là khó bảo quản lắm, chắc chắn là nó khó tránh khỏi cái việc mà nó không, nó bị ẩm mốc các anh chị, làm cho cái chất độc nó sinh ra trong đường ruột đó. Thì các anh chị phải chọn những cái công ty uy tín, công ty lớn ha các anh chị. Thì đối với tôi thì tôi
quan trọng nhất là đó là thức ăn của công ty CP thì các anh chị cũng biết rồi đúng không ạ? Thì chúng ta chọn thức ăn CP là chúng ta sẽ an tâm nhất cái về vấn đề thức ăn và mốc ở trong thức ăn. Rồi. Và cái nội dung cuối cùng đó là tăng sức khỏe cho con tôm chúng ta các chị. Ở ngoài kia môi trường có xấu cỡ nào thì xấu, có khi độc. Nó xấu nhưng đừng có quá các chị, có khi độc rồi vi khuẩn gây hại, virus gây hại rồi nấm, ký sinh trùng vân vân, nhưng mà sức khỏe của con tôm chúng ta nó khỏe thì các anh chị sẽ thoát, con tôm nó sẽ thoát qua khỏi những cái dịch bệnh này các chị. Thì một trong số những cái chất để chúng ta nâng cao sức khỏe đó là chúng ta phải làm sao cho con tôm nó sinh trưởng và phát triển tốt bằng các cái khoáng chất vi lượng và đa lượng ha, Vinamid và Sodabil trộn cho tôm ăn thường xuyên để nó thực hiện quá trình sinh trưởng và phát triển đó các chị ha. Rồi một cái nữa là chúng ta bổ sung các cái vitamin tổng hợp, cái khoáng chất tổng hợp, các cái vitamin. Các anh chị thấy cái vitamin chúng ta ít thấy cái hiệu quả, nhưng mà thực chất nếu chúng ta không có để ý các anh chị, trong quá trình nuôi chúng ta không để ý, nó sẽ có một số cái vấn đề, ví dụ như là bị gan tôm hoặc đường ruột tôm nó bị viêm, bị oxy hóa đó các chị. Một số cái loại vitamin như vitamin E đó các anh chị ha, thì nó sẽ chống oxy hóa cho con cái gan tôm và đường ruột tôm rất tốt đó các anh chị. Rồi một số cái vitamin B, loại B đặc biệt là B12 các anh chị ha, nó sẽ bổ máu và giúp tôm chúng ta sẽ ăn nhiều hơn. Rồi các cái khoáng chất tổng hợp ở trong ao này, khoáng vitamin, khoáng tổng hợp trong khoáng vi lượng tổng hợp ở trong vitamin này được các chị. Và cái quan trọng nhất nữa là nó có chất kháng thể beta glucan ha các anh chị. Chúng ta sẽ cung cấp vào cho con tôm chúng ta để tăng cường cái sức đề kháng của con tôm chúng ta đó, vượt qua được các cái dịch bệnh. Và một cái sản phẩm rất quan trọng mà chúng ta hay nói tới đó là cái bổ gan. Các anh chị biết là CB hồi trước giờ tôi cũng chưa nói tới cái sản phẩm Canolac. Đây là một cái sản phẩm rất đặc biệt đó các anh chị. Trong cái thành phần Canolac này nó có một cái thành phần đó là phục hồi chức năng gan và nó bảo vệ cái gan tôm đó các anh chị. Các anh chị thấy là cái gan tôm á, nó có một cái lớp trắng trắng ở bên ngoài, nó bao phủ cái gan tôm đó các anh chị. Cái lớp đó nó càng dày càng trắng á, là cái con tôm chúng ta sức khỏe, cái gan tôm nó rất là tốt đó các anh chị ha. Trong trại giống người ta nhìn con tôm mà thấy cái lớp trắng gan trắng, cái lớp mỡ đó nó càng dày càng trắng là người ta thích. Cái gan thì phải đen đấy các anh chị, gan phải đen, nhưng mà cái lớp mỡ bọc cái gan đó nó phải nhiều lên thì người ta mới thích. Thì trong sản phẩm Canolac này người ta sẽ bổ sung một cái lượng lipid để làm bọc thức ăn đó. Ngoài cái việc làm tăng cái lượng mỡ đó rồi, nó còn có giúp một cái khả năng là ngăn chặn cái sự tập hợp, sự tấn công, bảo vệ cái gan đó, sự tấn công của các vi khuẩn có hại, các cái tác nhân gây hại đánh tấn công vào gan đó các chị, làm cho cái gan nó được an toàn hơn ha các chị ha. Rồi nó sẽ có một cái chất lysine đó, nó giúp cái gan tôm nó bị, nếu mà nó đã bị viêm, bị nhiễm rồi, nó sẽ phục hồi rất nhanh đó các chị ha. Đó là chất lysine đó, gọi là chất phục hồi chức năng gan đó các chị. Thì người ta hay nói bổ gan thì thực chất là cái chất phục hồi chức năng gan là những cái acid amin đó các chị ha, phục hồi chức năng gan. Đó các chị, nếu mà gan tôm nó không được tốt thì các chị sử dụng cái sản phẩm Canolac này để trộn vào cho tôm ăn ha. Rồi tôi đã trình bày xong cái giải pháp để chúng ta ngăn ngừa cái dịch bệnh trên đường ruột tôm. Tôi tổng kết lại cho các anh chị đó là chúng ta xử lý nước kỹ càng ha, thực hiện cái chương trình an toàn sinh học. Thứ hai là si phong thay nước thường xuyên. Thứ ba là nuôi tôm bằng cái màu nước vi sinh, đừng có nuôi tôm bằng tảo ha. Thứ tư đó là sử dụng những cái vi sinh vật có lợi để lấn áp, ức chế cái vi sinh vật có hại. Ngoài ra nó giúp phân hủy các cái hợp chất hữu cơ, chất dơ ở trong đáy ao, trong nước ao của chúng ta ha. Và cuối cùng đó là chúng ta tăng cường cái sức đề kháng và sức khỏe của con tôm chúng ta lên để nó có đủ khả năng, đủ sức mạnh để nó vượt qua các cái dịch bệnh đó các anh chị ha. Và vừa rồi chúng ta đã trình bày xong đi qua cái nội dung là phòng bệnh. Bây giờ một số cái trường hợp mà nó đang bị đường ruột yếu thì nếu những cái tác nhân gây bệnh thì hồi nãy chúng ta có rồi thì chúng ta phải tìm cái giải pháp khắc phục nó rồi. Thì ngoài ra chúng ta thấy một hay có cái trường hợp đó là đường ruột nó yếu là do thường là do vi khuẩn và tảo. Thì khách hàng chúng ta là hay mua kháng sinh về trộn cho tôm ăn. Thì các anh chị ha, khi mà trộn tôm ăn thì chưa chắc nó hết, tại vì chúng ta cũng không biết, giống như là nó bị tảo chất độc thì các anh chị trộn kháng sinh nó cũng đâu hết đúng không ạ. Chúng ta phải loại bỏ với cái tảo. Tôi thì tôi không khuyến cáo các anh chị là cắt tảo đâu các anh chị, nhưng mà nếu các anh chị muốn cắt tảo thì chúng ta sử dụng BKC là an toàn nhất ha, thì CB nó có. Nhưng mà cái tôi muốn các anh chị xử lý đầu tiên đó là các anh chị phải diệt khuẩn
sử dụng diệt khuẩn bằng BKC hoặc là Linner cũng được, Linner 80 này, hoặc là Eufor, các chị sử dụng diệt khuẩn là cái quan trọng đầu tiên, tức là mình diệt những cái khuẩn có hại Vibrio ở bên ngoài môi trường trước các anh chị ha. Đối với tảo thì các anh chị phải, nếu mà có tảo chúng ta muốn diệt tảo thì chúng ta sử dụng cái Linner 80 này, nhưng mà không nên diệt tảo các anh chị, diệt tảo thì nó sẽ sinh ra hư cái môi trường của chúng ta đó các anh chị ha. Rồi sau khi chúng ta diệt khuẩn rồi, diệt khuẩn và làm ổn định cái tảo, hệ tảo rồi, các anh chị phải sử dụng một cái giải pháp nữa, đó là thay thế cái kháng sinh bằng các cái kháng sinh thảo dược. Thì các anh chị, trong CB nó có một cái sản phẩm là BioHerb, trong này nó có thành phần là các cái vitamin, các cái khoáng, các cái vi sinh có lợi và các cái thảo dược các anh chị. Thảo dược này nó chiết xuất từ cái gừng và cái tỏi đó các anh chị. Hồi xưa mình một số khách hàng chúng ta là nuôi tôm, người ta hay xay tỏi cho tôm ăn đó các anh chị ha. Xay tỏi thì cái sản phẩm BioHerb này người ta đã chiết xuất cái thảo dược chiết xuất từ trong cái gừng và tỏi này, thì trong này nó có một số cái kháng sinh có thể ức chế được những cái vi khuẩn có hại cũng như là ký sinh trùng đó các anh chị ha. Ký sinh trùng thì các anh chị trộn cái này ăn, khi các anh chị thấy đường ruột nó không được tốt thì chúng ta nên sử dụng cái BioHerb này, chúng ta trộn cho tôm ăn thì nó cũng sẽ hạn chế được cái việc đường ruột của tôm nó bị xấu do các cái tác nhân gây bệnh như là vi khuẩn cũng như là nấm hoặc là ký sinh trùng đó các anh chị, nó gây ra đó, ức chế vi khuẩn và ký sinh trùng. Và chúng ta lưu ý nữa, đường ruột của tôm và gan tôm nó bị vấn đề rồi thì nó sẽ có không được tốt, thì chúng ta phải phục hồi cái sức khỏe cho đường ruột và gan tôm lại, chúng ta phải sử dụng cái sản phẩm Canolac này để phục hồi chức năng gan cũng như là phục hồi những cái vết thương do ký sinh trùng hoặc là do vi khuẩn gây ra viêm lở loét cho các anh chị ha. Chúng ta sử dụng, đây là một cái bộ dụng cụ chúng ta có thể, hai cái sản phẩm mà chúng ta dùng để trị cái bệnh đường ruột đó các anh chị ha. Khi chúng ta thấy gan tôm yếu cũng như là đường ruột nó có trục trặc thì chúng ta trộn hai cái sản phẩm này cho tôm ăn khoảng từ 5 tới 7 ngày thì chúng ta sẽ thấy được cái hiệu quả của nó các anh chị ha. Rồi vừa rồi tôi đã trình bày xong cái nội dung là những cái bệnh đường ruột trên tôm và cái giải pháp phòng ngừa cũng như là một cái giải pháp chúng ta có thể trị. Nhưng mà chúng ta biết là trị thì thường là nó hên xui. Tôi thì cũng không có dám đảm bảo với các chị là sử dụng hai cái sản phẩm đó là nó sẽ thành công là trị được cái bệnh đường ruột. Vì đường ruột nó có nhiều nguyên nhân đúng không ạ? Hồi nãy chúng ta phân tích rồi là có 5 cái nguyên nhân chính, nhưng mà một mỗi nguyên nhân là nó có nhiều cái yếu tố gây bệnh ở trong đó, cho nên chúng ta không biết là chúng ta có đánh giá đúng hay không nữa các anh chị ha. Còn khi mà chúng ta thấy cái đường ruột nó yếu thì chúng ta nên sử dụng cái sản phẩm là BioHerb để ức chế cái vi sinh vật có hại, là cái thảo dược đó các anh chị, kháng sinh thảo dược đó, ức chế vi khuẩn có hại, nấm và ký sinh trùng. Sau đó chúng ta sử dụng cái sản phẩm Canolac để phục hồi cái chức năng gan cũng như là phục hồi các cái vết thương ở trong đường ruột của con tôm các anh chị ha. Rồi như vậy tôi đã trình bày xong cái nội dung của ngày hôm nay. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ.